Chúng mình xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại 7 sự kiện đáng chú ý tuần qua. Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 đã bế mạc vào chiều ngày 21 tháng 12, sau khi thông qua danh sách nhân sự lãnh đạo cho Đại hội Đảng Toàn quốc tổ chức vào tháng Giêng tới đây. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã thông qua dự thảo, báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội 2011-2015. Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ năm 2016 đến 2020. Hãng tin AFP trích dẫn thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết Đại hội 12 sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng Giêng và kết thúc vào ngày 28 tháng Giêng tại Hà Nội. Cuộc họp quan trọng này được tổ chức 5 năm một lần để bầu lãnh đạo cao cấp nhất. Đại hội Đảng thứ 12 lần này được xem là có nhiều tranh cãi và đồn đoán nhất về vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng sẽ dành cho ai. Theo giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam thuộc Học viện Quốc phòng Australia, thì quy tắc hiện tại của đảng không cho phép một người nắm quyền quá hai nhiệm kỳ. Quy tắc này cũng yêu cầu các quan chức nghỉ hưu tới tuổi 65. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng sinh năm 1949 đã quá độ tuổi được tái cử, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đến hạn về hưu. Tuy nhiên, theo giới quan sát cho thấy, đảng đã nhiều lần đưa ra giải pháp ngoại lệ cho những trường hợp được gọi là đặc biệt, có thể tái nhiệm tuy đã quá tuổi theo quy định. Hiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang cố vận động để nắm chức Tổng Bí thư trong kỳ đại hội này. Trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xem là người thân Trung Quốc, không lên tiếng là có tiếp tục một nhiệm kỳ nữa hay không. 70 tổ chức xã hội dân sự, chính trị và 914 cá nhân trong và ngoài nước cùng ký tên đòi chính quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và chị Lê Thu Hà, một thành viên của Hội Anh em Dân chủ do luật sư Đài thành lập. Cùng bị bắt với luật sư Đài vào ngày 16 tháng 12 vừa qua vì vi phạm Điều 88 trong Bộ Luật Hình sự, tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Luật sư Nguyễn Văn Đài dù đã qua thời gian quản chế sau khi thi hành bản án 4 năm tù giam, một cách bất công vẫn luôn bị theo dõi, sách nhiễu và thậm chí bị tấn công khi ông đến Nam Đàn, Nghệ An để tham gia buổi họp mặt nhân quyền. 10 ngày sau khi bị hành hung, ông bị bắt giữ như chúng tôi vừa trình bày. Luật sư Nguyễn Văn Đài đã được rất nhiều tổ chức nhân quyền của thế giới cũng như các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Úc và EU lên tiếng đòi Hà Nội trả tự do vì ông không làm gì sai như cáo buộc của nhà nước Việt Nam. Cũng liên quan đến vụ Việt Nam bắt giam và truy tố luật sư Nguyễn Văn Đài hôm 21 tháng 12, Hoa Kỳ đã kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông John Kirby, cho báo chí biết, Washington lo ngại sâu sắc trước việc bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài. Nhân dịp này, ông Kirby cũng thúc giục Việt Nam phải hành động phù hợp với nghĩa vụ và cam kết của quốc tế, kêu gọi Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện với tất cả tù nhân lương tâm. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị công an bắt giam vào ngày 16 tháng 12, trước khi ông có cuộc gặp với đại diện Liên hiệp châu Âu nhân cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Việt Nam, EU. Việc bắt giữ ông đã gặp nhiều phản ứng gay gắt từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Úc và EU, cũng như các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới. Tưởng cũng xin được nhắc lại, luật sư Nguyễn Văn Đài là một luật sư nhân quyền, thường xuyên lên tiếng, bênh vực cho dân ngoan và những người bị đàn áp tại Việt Nam. Ông cũng là một blogger của Đài Á Châu Tự Do RFA. Một nhóm dân biểu Mỹ vừa đưa ra lời kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem xét đưa các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sang Mỹ định cư. Trong thư đề ngày 17 tháng 12, 5 vị dân biểu Hoa Kỳ gồm các dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, dân biểu Alan Lowenthal, dân biểu Christopher Smith, dân biểu Gerard Connolly và dân biểu Joe Lofgren đã kêu gọi Ngoại trưởng John Kerry xem xét về việc có thể dùng các luật lệ hiện hành để tái định cư các cựu quân nhân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại tại Việt Nam. Trong thư, các dân biểu nhấn mạnh đây là những chiến sĩ can trường đã chiến đấu sát với quân nhân Hoa Kỳ và rất tiếc họ đã bị bỏ sót lại trong bóng tối. Khi chương trình tái định cư quen gọi là HACO được khai triển, dân biểu Alan Lowenthal nêu trong thông cáo báo chí là đến lúc cần đưa họ ra ánh sáng và dành cho các thương phế binh này cơ hội được tái định cư tại Hoa Kỳ. Năm vị dân biểu Hoa Kỳ nhấn mạnh, những sĩ quan cũng như thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cùng gia đình họ hiện còn lưu lại Việt Nam, hiện đang sống trong cảnh nghèo nàn, với nhiều vấn đề sức khỏe không được quan tâm đúng mức và phải đối diện với những sự phân biệt đối xử vì quá khứ phục vụ của họ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hội HACO cứu trợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã lập hồ sơ của hơn 500 cựu sĩ quan để xem xét cho chương trình tái định cư.
Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung, Tây Nguyên vào ngày 19 tháng 12 đã cho hay có nhiều tàu cá và ngư dân bị nạn, mất tích trong điều kiện thời tiết xấu trên Biển Đông. Mưa dông đã liên tục kéo dài từ vùng biển Quảng Trị cho đến Cà Mau, khiến biển động tại khu vực Hoàng Sa và Trường Sa với gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Theo tin từ báo Thanh Niên Online, các tàu đánh cá của ngư dân đã chưa kịp vào bờ và nhiều chiếc đã bị mất tích. Cho tới nay, chưa có tàu nào được báo cáo có thương vong do ngư dân, mặc dù mưa bão do Milo hoành hành tại Philippines ảnh hưởng nhiều đến thời tiết của Biển Đông. Học sinh các trường trung học và tiểu học ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tiếp tục nghỉ học ngày thứ ba để phản đối việc chính quyền xây trung tâm thương mại. Mặc dù chính quyền đã vận động phụ huynh, nhưng đến hôm 23 tháng 12 mới có khoảng hơn 1.100 học sinh trở lại trường, trong số 2.586 học sinh của huyện. Theo tin ghi nhận tại chỗ, Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc để tìm cách tháo gỡ về điều gọi là cuộc biểu tình của dân chúng do giới tiểu thương kích động và lôi kéo học sinh trung tiểu học bãi khóa tham gia. Nguyên nhân dẫn tới biểu tình và bãi khóa là người dân Ninh Hiệp phản đối dự án xây trung tâm thương mại cạnh trường trung học cơ sở, chiếm một phần đất là bãi đậu xe của trường học. Tin cũng cho biết, trong 2 năm qua, người dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã phản đối dự án xây thêm chợ và trung tâm thương mại ở địa phương. Người dân cho là lãng phí và không hiệu quả. Theo đó, Ninh Hiệp hiện nay đã có 4 chợ và trung tâm thương mại, nhưng có tới 3 chợ chưa kín chỗ. Và cuối cùng thưa quý vị, một trường đại học công giáo sẽ được thành lập tại Việt Nam trong thời gian tới. Báo Thanh Niên hôm 23 tháng 12 trích lời Tổng giám mục của Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, cho biết chính phủ Việt Nam đã cho phép thành lập Học viện Công giáo tại Việt Nam. Theo lời Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, sẽ có khoảng 100 sinh viên đầu tiên sẽ bắt đầu học triết học và thần học trong một số phòng của Tổng giáo phận Sài Gòn. Học viện Công giáo sẽ đào tạo cấp bằng cử nhân đại học, tiến sĩ cùng chứng chỉ với nhiều chuyên ngành khác nhau như tâm lý học, khoa học và luật. Về kế hoạch thành lập trường và tuyển sinh, giám mục Đinh Đức Đạo, chủ tịch Ủy ban đặc trách giáo dục của Hội đồng giám mục Việt Nam cho biết, nếu không có gì thay đổi, học viện sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng Giêng tới đây và khóa học đầu tiên sẽ khai giảng vào tháng 4 năm 2016. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng mình xin kính chào tạm biệt.